Hôm nay thì mình đã gặp một chiếc xe Tayga Novo LC. Tình trạng của xe là hụt ga, tắt máy, thậm chí nhiều lúc xe không nổ khởi động được. Hiện đây mình kiểm tra chỉnh sửa rồi là sửa chữa. Mình sẽ chia sẻ đến cho anh em và các bạn từ cách kiểm tra, chỉnh sửa, sửa chữa cho xe. Nếu như tình trạng xe của các bạn mà đang gặp phải như trong video của mình, để các bạn có thể là áp dụng từ cách kiểm tra rồi là chỉnh sửa, sửa chữa, chẩn đoán bệnh cho xe một cách nhanh và chính xác nhất. Và như thường lệ thì nếu các bạn đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy thì xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi và bật chuông thông báo để nhận được thông báo mới mỗi khi kênh xe máy Xuân Hợp của mình đăng video mới lên kênh. Xuân Hợp xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Xuân Hợp trân trọng cảm ơn đến toàn thể các anh chị em và các bạn đã đang theo dõi video ủng hộ trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình. Và bây giờ không phải để cho các bạn chờ lâu thì Xuân Hợp mời các bạn cùng nhau ta sẽ theo dõi video từ cách kiểm tra, chỉnh sửa, sửa chữa. Và cùng để cho các bạn biết được cái nguyên nhân tại sao mà xe hụt ga, tắt máy, thậm chí là xe không nổ được như trong video, để các bạn có thể là áp dụng. Các bạn sẽ chia ra cho mình thành 3 phần, phần cơ, phần điện và phần xăng. Tình trạng xe này thì phần điện trên đồng hồ tắp lô, đèn báo lỗi cũng không báo lỗi làm gì. Vậy thì nguyên nhân do đâu? Thì các bạn sẽ tiến hành các bạn kiểm tra từng bước một giúp cho mình, để các bạn tìm ra cái nguyên nhân và có hướng khắc phục. Bước đầu tiên thì các bạn cần phải kiểm tra tấm lọc rũa cho xe giúp cho mình. Xe sử dụng lâu có thể là tấm lọc rũa bị bụi bẩn, bị tắc lại thì cũng sẽ sinh ra cái nguyên nhân xe bị hụt ga, tắt máy, rồi là thậm chí nặng hơn nữa là xe sẽ không nổ khởi động được. Với anh em thợ thì khi đến bước này thì các bạn đã chẩn đoán được cái bệnh của xe là gì rồi. Nhưng còn với những anh em thợ mà đang học nghề hay là mới vào nghề, hoặc là anh em và các bạn sửa chữa, chỉnh sửa xe tại nhà, thì các bạn cần phải tiến hành kiểm tra từng bước một để tìm ra cái nguyên nhân và có hướng khắc phục. Xe hụt ga, tắt máy, thậm chí là xe không nổ khởi động được thì nó có rất nhiều nguyên nhân để dẫn đến. Nguyên nhân bị tắc tấm lọc rũa, rồi là hư hỏng buji, hoặc là hư hỏng tẩu buji sử dụng lâu sẽ bị nhiễm điện ra mát. Rồi là xe bị tắc xăng cũng sẽ sinh ra tình trạng là xe hụt ga, tắt máy. Rồi là xe không nổ khởi động được. Hay nặng hơn nữa thì ca xăng của xe sử dụng lâu, khách hàng ít bảo trì, bảo dưỡng, thông rửa cho ca thì sẽ sinh ra tình trạng là tắc ca xăng thì cũng sẽ không nổ. Rồi là xe nổ lên một hụt ga, tắt máy. Khi xe không nổ thì các bạn sẽ chia ra cho mình thành 3 phần. Phần cơ, phần điện và phần xăng. Các bạn sẽ kiểm tra từng bước một, từng phần một để các bạn tìm ra cái nguyên nhân. Với những các cái video đơn giản hay những cách làm thực tế như thế này trên kênh xe máy Xuân Hợp của mình, mình hy vọng là có thể giúp cho các bạn hoàn thiện hơn về cách sửa chữa xe máy của mình, nếu anh em nào mà có đam mê và nhiệt huyết. Đây các bạn, với cái tấm lọc rũa của xe Novo này, quá trình sử dụng lâu thì nó sẽ bụi bẩn, bị tắc lại như thế này. Đồng thời nó sẽ không cấp rũa vào trong cho động cơ hoạt động được. Để xác định cho xe này xem là có đúng là lọc rũa bị bụi bẩn, bị tắc mà dẫn đến xe không nổ, xe nổ lên hụt ga, tắt máy không, thì các bạn sẽ đè máy nổ lên để các bạn kiểm tra xác định. Tuy nhiên tấm lọc rũa của xe này bị tắc lại, nhưng mà không phải là nguyên nhân dẫn đến tình trạng mà xe hụt ga, tắt máy. Các bạn sẽ loại trừ tấm lọc rũa, nhưng lọc rũa này cũng đã bị hư hỏng hoàn toàn. Lát nữa mình cũng sẽ thay thế sang tấm lọc rũa mới cho xe
để đảm bảo an toàn theo với thời gian. Tiếp theo thì các bạn sẽ kiểm tra đến phần điện giúp cho mình. Điện thì các bạn sẽ kiểm tra buji rồi là lửa buji. Các bạn sẽ tháo mở buji để các bạn kiểm tra xem là lửa nẹt buji có đều và có ổn định hay không. Xe sử dụng lâu thì có thể buji cũng phải hư hỏng theo với thời gian, sẽ không tránh chi được. Buji mà hư hỏng, lửa nẹt mà không đều mà bị tia lửa ngang thì nó cũng sinh ra tình trạng là xe không nổ, khó nổ, hoặc là xe nổ lên mà bị hụp ga, tắt máy như trong video của mình hôm nay. Các bạn sẽ kiểm tra và các bạn không thể bỏ qua những các cái bước này. Tuy là nó đơn giản nhưng thậm chí là có thể là nó là một cái nguyên nhân để dẫn đến. Các bạn sẽ kiểm tra buji này, chấu buji xem là có bị mòn, bị lụt hay không. Rồi đồng thời các bạn sẽ kiểm tra lửa nẹt buji, các bạn sẽ cắm vào tẩu buji như này. Sau đó các bạn sẽ dí ra mát, các bạn đè xe để các bạn kiểm tra tỉ lửa nẹt buji nhé. Lửa nẹt buji của xe này đang hoạt động bình thường. Đồng thời thì các bạn sẽ kiểm tra luôn tẩu buji cho mình nhé. Tẩu buji lâu ngày sẽ bị nhiễm điện ra mát, có thể là cũng là một nguyên nhân. Để chắc chắn hơn thì các bạn sẽ lấy một cái buji của xe đang sử dụng bình thường, các bạn lắp vào để các bạn kiểm tra cho nó chính xác và chi tiết hơn. Anh em nào mà đang quan tâm về chủ đề sửa chữa xe máy thì xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những các thông báo mới mỗi khi kênh xe máy chuyên nghiệp của mình đăng video mới lên kênh nha. Khi các bạn đã lắp ráp buji của xe đang sử dụng bình thường thì các bạn sẽ để khởi động để các bạn kiểm tra. Đến đây rồi thì các bạn sẽ loại trừ lọc rúa, loại trừ lửa cao áp, loại trừ buji bị hư hỏng. Bước tiếp theo thì các bạn sẽ kiểm tra đến nhiên liệu xăng bằng cách là các bạn sẽ tháo mở ra để các bạn kiểm tra cho nó chính xác và chi tiết. Đây là ca xăng của xe. Các bạn sẽ kiểm tra cái nhiên liệu xăng cấp vào cho ca xăng xem là có hoạt động ổn định và bình thường không. Nguyên lý hoạt động của khóa xăng trên cái dòng xe Novo của Yamaha này. Đây là cái đường cấp xăng từ khóa xăng vào trong cho ca xăng hoạt động. Đây các bạn chú ý giúp cho mình nhé. Đây. Đồng thời thì nó sẽ có một cái dây gọi là dây ống thở, nó được kết nối từ cổ ca xăng. Khi máy nổ khởi động xe lên thì nó sẽ cấp khí lên cho khóa xăng hoạt động. Đồng thời khóa xăng sẽ mở van một chiều. Lúc đó thì xăng mới cấp xuống cho ca xăng hoạt động. Các bạn lưu ý cần phải kiểm tra cái ống thở này. Quá trình sử dụng lâu, ống thở có thể là bị rách, bị hư hỏng, sẽ không hoạt động, thì sẽ không cấp xăng vào trong cho ca xăng hoạt động được. Các bạn sẽ tiến hành các bạn nhổ cái dây cấp xăng vào cho ca xăng để các bạn kiểm tra xem là đường cấp xăng vào cho ca xăng có hoạt động và có bị tắc hay không, để các bạn có cái hướng khắc phục nha. Các bạn sẽ gõ cái dây cấp xăng vào cho ca xăng. Sau đấy thì các bạn sẽ để máy này để các bạn kiểm tra xem là xăng có hay không nhé. Rồi, tình trạng là đường cấp xăng và cho ca xăng vẫn đang hoạt động bình thường. Ống thở không bị rách, không bị hư hỏng. Đến đây thì các bạn sẽ chuẩn đoán ngay cho mình là ca xăng của xe lâu ngày đã bị tắc, đã bị bụi bẩn. Thì các bạn sẽ tháo mở ca xăng ra để các bạn kiểm tra, tiến hành vệ sinh sạch sẽ cho ca xăng. Bây giờ mình sẽ tháo mở ca xăng của xe này ra để mình kiểm tra rồi là mình vệ sinh. Xe sử dụng lâu thì ca xăng có thể là bị bụi bẩn, rồi bị tắc, bị tịch. Thì cũng sẽ là một nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng xe nổ lên mà bị hụp ga, tắt máy. Xe chỉ đi tốc độ cầm chừng được 10 đến 15 cây số trên giờ
và thậm chí là có lúc là xe không nổ khởi động được. Khi xe mà không nổ hoặc là xe nổ lên mà lục bục rồi là hụt ga tắt máy như trong video của mình, thì các bạn cần phải kiểm tra từng bước một để các bạn tìm ra cái nguyên nhân để có hướng khắc phục. Với anh em thợ có lâu năm kinh nghiệm thì khi thợ kiểm tra thì cũng đã xác định và ban bệnh bắt bệnh được cho xe rồi. Nhưng với những anh em mà đang học nghề hay mới vào nghề, hoặc là anh em và các bạn chỉnh sửa chữa cho xe của các bạn tại nhà, thì các bạn cần phải kiểm tra từng bước một để các bạn tìm ra cái nguyên nhân để các bạn chỉnh sửa và sửa chữa cho xe của các bạn. Ca xăng này thì chạy xăng ra ngoài ướt hết cả ca rồi. Các bạn sẽ tháo mở ca và các bạn vệ sinh sạch sẽ ca. Quá trình chưa sử dụng lâu thì ca xăng sẽ bị bụi bẩn và bị tắc. Xe sẽ sinh ra tình trạng là khó nổ, không nổ. Rồi là khi xe nổ lên mà cứ lịm ga, hụt ga, tắt máy. Kênh xe máy chất lượng của mình thì cũng có hỗ trợ trực tuyến qua Zalo, Facebook hay là số điện thoại đang được hiển thị ở trên màn hình. Bạn nào mà cần hỗ trợ gì về lĩnh vực sửa chữa xe máy thì xin liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cho mình. Mình giúp được gì cho các bạn thì mình sẽ giúp. Mình hy vọng là có thể giúp cho các bạn hoàn thiện hơn về cách sửa chữa xe máy của mình. Nếu anh em nào mà có đam mê và nhiệt huyết, đó là chủ đề hướng dẫn sửa chữa xe máy tại nhà, thì cũng bắt đầu từ những các cái video đơn giản, từ những các cách thay xăng, thay lốp, rồi là đến những các cái video chuyên sâu về cái lĩnh vực sửa chữa xe máy, nhằm mục đích truyền tải đến cho anh em và các bạn. Mình hy vọng là có thể giúp cho các bạn phần nào đấy tiết kiệm về chi phí, rồi là nhằm mục đích kết nối đến cộng đồng, giao lưu học hỏi thêm kinh nghiệm về cái lĩnh vực sửa chữa xe máy với những anh em thợ sửa chữa xe máy trên khắp tất cả mọi miền tổ quốc. Bạn nào mà đóng góp ý kiến gì thì xin để dưới phần bình luận cho mình. Trước khi các bạn tháo mở vệ sinh ca xăng ở bên trong thì các bạn cần phải rửa sạch sẽ ca xăng ở bên ngoài giúp cho mình. Các bạn sẽ tháo mở ca xăng để các bạn kiểm tra, rồi là các bạn vệ sinh sạch sẽ bên trong cho ca xăng. Chưa sử dụng lâu, tất cả những cái dòng xe từ xe số đến xe ga như thế này, quy trình bảo dưỡng của ca xăng thì các bạn cứ 6 tháng các bạn sẽ kiểm tra, rồi là các bạn chỉnh sửa, các bạn vệ sinh sạch sẽ cho ca một lần để đảm bảo an toàn sử dụng theo với thời gian. Ca xăng sử dụng lâu, bụi bẩn thì cũng sẽ sinh ra tình trạng là hao xăng đáng kể cho xe của các bạn. Bên trong thì có rất nhiều cặn bẩn. Các bạn sẽ tháo mở từ dích lơ chính rồi là dích lơ phụ để các bạn vệ sinh sạch sẽ. Tình trạng của xe này là dích lơ chính rồi là dích lơ phụ đã bị bụi bẩn tịch hoàn toàn. Khi từ dích lơ chính đến dích lơ phụ mà đã bị tịch hoàn toàn như thế này, đồng thời thì sẽ không phun xăng được, thì xe sẽ sinh ra tình trạng là khó nổ, không nổ, do là nổ lên mà hụt ga tắt máy. Nguyên nhân chính của hôm nay mình làm video là do ca xăng bị sử dụng lâu ngày, bụi bẩn bị tắc từ đường xăng cho đến đường rũa, thì các bạn sẽ tháo mở ra, các bạn vệ sinh sạch sẽ đi. Đồng thời thì các bạn sẽ tháo mở quả ga để các bạn
kiểm tra từ dù ga, rồi là quả ga xem là có bị vẹt, bị mòn không các bạn nhé. Các bạn sẽ tiến hành các bạn vệ sinh sạch sẽ hai dích lơ chính và dích lơ phụ. Tiền đây thì các bạn cần kiểm tra dù ga này, rồi là quả ga. Dù ga sử dụng lâu thì nếu như mà bị rách hoặc là bị cứng cao su lại thì các bạn cần phải thay đun sang dù ga mới. Rồi là quả ga bị vẹt, bị mòn thì các bạn cũng phải cần tiến hành các bạn thay thế sang quả ga mới để đảm bảo an toàn cho xe sử dụng theo với thời gian. Các bạn đã vệ sinh sạch sẽ ca xăng cho xe xong rồi thì các bạn sẽ lắp ráp ca xăng vào cho xe.
bạn đã lắp ca xăng xong cho xe rồi thì các bạn cần phải kiểm tra lại cho mình một lần nữa từ dây ga này, rồi là những các cái rắc lia điện này, rồi là đường cấp xăng xuống cho ca xăng này, rồi là ống thử từ trên khóa xăng kết nối xuống dưới cổ hút của ca xăng. Các bạn sẽ đè cho xe một vài lần để cho xăng nó được cấp xuống cho ca xăng. Sau đó thì các bạn sẽ đè khởi động cho xe nổ lên xem là có đúng như trong tình trạng video của mình đang chia sẻ lên cho các bạn không nhé. Như vậy là xe đã nổ khởi động lên được rồi và tiếng nổ nghe rất chi là êm. Thì khi xe đã nổ lên rồi thì các bạn sẽ test thử bằng cách là các bạn sẽ đi thử xe giúp cho mình. Nguyên nhân của hôm nay mình làm video mà mình gặp một chiếc xe Novo LC, tình trạng của xe là hộp ga tắt máy, thậm chí là xe không nổ khởi động được. Nguyên nhân chính là do ca xăng lâu ngày bị bụi bẩn, bị tắc, đã dẫn đến tình trạng mà như trong video mình đang chia sẻ lên cho anh em và các bạn. Thì các bạn nào mà gặp tình trạng mà xe không nổ, hoặc là xe cố nổ, hay là xe nổ lên và bị hụt ga tắt máy, thì các bạn kiểm tra và chỉnh sửa chữa khắc phục như trong video mình chia sẻ lên cho anh em và các bạn. Thì các bạn xem video của mình nếu như mà thấy hay và hữu ích cho anh em và các bạn thì đừng quên ấn like, đăng ký kênh, bật chung thông báo ủng hộ cho mình để theo dõi những video mới trên kênh. Và chân thành cũng xin chúc cho anh em và các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công trên mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Xin chào hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.